Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng cho các bác, em họa mi bộ cực to luôn các bác nhá. Bộ cực to luôn, mỏ vàng ươm các bác nhá. Và đặc biệt là em này đầu mặt rất là đẹp các bác nhá, chim thuần này, này. Động tay vào lồng này các bác này. Hót rất là tốt luôn các bác ạ. Hót rất là tốt nha các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ zoom sát vào đầu mặt cho các bác xem nhá. Đây các bác nhìn đầu mặt em nó này. Mặt rất là đẹp các bác nhá. Giọng rất là hay luôn các bác. Em này bộ khéo phải 70 các bác. Cặp chân này rất là to luôn các bác ơi. Hiện tại đang rất là căng các bác nhá. Quá là to luôn em này ạ. Bộ to chim thuần các bác nhá. Anh em nào bộ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Một em họa mi mỏ rất là vàng luôn các bác.
video em cũng được là 6 phút rồi các bác nhá. Em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em nhá. Bác nào bố kết em này thì alo cho em nhá. Đấy, video được 6 phút thì em cũng dừng máy thôi vì là nó dài quá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Chim vẫn hót rất là tốt nhá.